Vị nữ hoàng kỳ lạ của Thụy Điển 3 lần sảy thai mới sinh được con, nhưng lại coi con mình như quái vật và những chuyện bí ẩn xảy ra liên tiếp với người con. Maria Eleonora, sinh năm 1599, bà là một nàng công chúa Đức, sau này trở thành nữ hoàng Thụy Điển. Maria là một người phụ nữ dành nhiều tình yêu thương cho chồng, là nhà vua Gustavus Adolphus, nhưng lại cực kỳ khinh bỉ con gái mình, Christina, đến nỗi người ta tin rằng bà Maria chính là người đã khiến con gái sụp đổ. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1616, nhà vua tương lai Gustavus khi ấy mới 22 tuổi, đã bắt đầu tìm kiếm cô dâu cho mình. Khi đó, anh nghe danh một công chúa 17 tuổi, vừa xinh đẹp vừa thông minh, con gái của vợ chồng nữ công tước xứ Phổ. Công chúa Maria được đưa lên tàu sang thành phố Stockholm, Thụy Điển. Một vài tuần sau, cặp đôi tổ chức lễ cưới. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Các đại sứ nước ngoài nhận thấy nữ hoàng mới của họ thông minh và tinh tế. Thế nhưng, bản thân bà Maria rất ghét thành phố Stockholm, coi đây là một nơi thiếu văn minh, không thể sánh bằng Berlin. Chính vì lẽ đó nên nữ hoàng Maria gặp khó khăn trong việc thích nghi với khí hậu ở thành phố mới, cũng như con người nơi đây. Đáng nói hơn, nữ hoàng Maria là một người khá bốc đồng. Bà thậm chí còn dùng những từ ngữ khó nghe để nói với mọi người xung quanh, bao gồm cả nhà vua, dù bà rất yêu quý chồng. Về phía vua Gustavus cũng không phải đối mặt với vợ mình quá nhiều, bởi vì ông dành hầu hết thời gian để tham gia các chiến dịch quân đội. Không có chồng bên cạnh, nữ hoàng Maria ngày càng chìm vào trầm cảm, không chịu ăn và ngủ. Cũng bởi vì nhà vua thường xuyên đánh cược tính mạng của mình trên chiến trường, nên áp lực phải sinh con trai để nối dõi tông đường ngày càng đè nặng lên vai vợ ông. Chỉ trong vòng 6 tháng sau khi kết hôn, nữ hoàng Maria đã mang thai, nhưng đứa con này bị chết non. 2 năm sau, bà tiếp tục mang thai một em bé gái, nhưng đứa trẻ này mãi mãi không được sinh ra vì mẹ em sảy thai vào tháng thứ 7 của thai kỳ. Tháng 5 năm 1625, đứa con thứ 3 của nữ hoàng Maria cũng chịu chung số phận với hai người chị của mình. Năm 1926, vua Gustavus trở về Stockholm. Không lâu sau, vào ngày 7 tháng 12, nữ hoàng Maria sinh đứa con thứ 4. Đứa trẻ này may mắn, khỏe mạnh, mặc dù mắc hội chứng rậm lông tơ, Ianugo. Lúc vừa chào đời, đứa bé này được nhận định là con trai, nhưng sau khi quan sát kỹ hơn thì mới xác định được là con gái. Vì sợ phản ứng của nhà vua nên chị gái của ông chỉ dám ẵm đứa trẻ đến trước mặt và để ông tự nhận ra giới tính của con mình. Trái ngược với nỗi lo của mọi người, vua Gustavus không chỉ không tức giận mà còn ẵm con gái và trìu mến nói: "Đứa trẻ này sẽ là một người khéo léo." Ông đặt tên con gái là Christina. Một vài ngày sau, thông tin đứa trẻ hoàng gia mới chào đời là một tiểu công chúa mới được công bố rộng rãi. "Thay vì con trai, tôi đã hạ sinh ra một đứa con gái đen đúa, xấu xí với chiếc mũi cao và đôi mắt đen. Hãy đem nó đi đi, tôi không phải là mẹ của một con quái vật," nữ hoàng Maria đã tức giận nói. Sau đó, những tình huống khó hiểu xảy ra, lúc thì một tia sét đánh vào chiếc nồi suýt nữa là trúng vào người tiểu công chúa Christina, lần khác là đứa trẻ này bị té cầu thang. Chưa dừng lại ở đó, một nữ y tá được cho là làm rơi bé gái xuống sàn nhà, khiến công chúa bị tật ở vai đến suốt cuộc đời. Thậm chí, nhà vua Gustavus đã từng phải mô tả vợ mình là một người phụ nữ bệnh hoạn. Vì lẽ đó, nữ hoàng Maria bị cắt mọi quyền hành đối với con gái. Vua Gustavus quyết tâm dạy công chúa Christina như một đứa con trai, đưa em đến tham quan quân đội, dạy đứa trẻ cưỡi ngựa, bắn súng và đi săn. 2 năm sau, vua Gustavus chết trên chiến trường sau khi lãnh phát súng vào đầu. Năm 1633, nữ hoàng Maria trở về Thụy Điển. Bà không chịu chôn cất thi thể của chồng trong suốt hơn một năm và buộc con gái Christina phải sống trong những căn phòng tối om, chìm ngập trong không khí u ám của tang lễ. Rùng rợn hơn, chiếc quan tài bằng vàng chứa trái tim của vua Gustavus được treo lơ lửng trên đầu giường của công chúa Christina. Thời điểm đó, nàng công chúa này đang bị bệnh nặng, trên ngực trái xuất hiện vết loét gây đau đớn. Vì nhiều yếu tố, nữ hoàng Maria bị tước quyền điều hành hoàng gia và công chúa Christina thì còn quá nhỏ. Năm 1650, nữ hoàng Maria dự lễ đăng quang của con gái. Trước đó, nàng công chúa đã mua cho mẹ một tòa lâu đài gần với nơi ở hoàng gia để hai mẹ con tiện gặp gỡ. Chỉ 4 năm sau đó, công chúa Christina đã thoái vị và nhường ngôi lại cho người anh họ vì cảm thấy mệt mỏi với trách nhiệm hoàng gia. Về phía Maria, mối lo duy nhất của bà là vấn đề tài chính sau khi con gái không còn là người nắm giữ quyền điều hành hoàng gia nhưng được vị vua mới trấn an. Sau đó, cuộc sống của bà Maria được tài trợ hết mức cho đến lúc bà chết vào năm 1655. Bà được chôn cất ở nhà thờ, ngay cạnh chồng và hai người con của bà. Xinh đẹp, thời thượng nhưng thiếu trưởng thành và hay ghen tuông là một số những tính từ có thể sử dụng để miêu tả Maria Eleonora.
Thế nhưng, cuộc đời của bà đúng thực sự là sự kết hợp giữa rất nhiều yếu tố, bao gồm tình cảm, bi kịch, bí ẩn và một chút phiêu lưu.